បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអនុណាស់លោកជ័យអាយុ 6 ឆ្នាំធាក់កង់ដែលលក់ត្រាវត្រុកត្រុកតាមផ្លូវដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសៀដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជីវិតរបស់លោកយាយកំសត់ម្នាក់គាត់បានតស៊ូជំនះរាល់បញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជីវិតពេលចាស់ទៅនឹងរស់នៅបានសុខសាន្តសុខសប្បាយខំប្រឹងតស៊ូតាំងពីក្មេងមកតែក៏មិនប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យល
ta có trở thẻ con đà lộ nôm tam lâu đầm bay trên trăm chỉ vật. Và dùng tất tâm cả đến Facebook mùi đàn miên chú mô thà phòn chất trà, bàn bọc hóa xa ở đăng tiệt thà, vật chi ả sâu nà. Lúc dây ở dùng bài sập mùi chú năm hai, nơi thẻ con đà lộ nôm lộ nệt đầm bay trên trăm chỉ vật. Lúc dây miên phiếp chắc chú rìa, bồm tàng miên chi bà phía khóa khát thàn tiệt phòng. Quát của bàn thẻ con lộ nôm đầm bay chấm nênh bàn prạc pram pon ril tới pram pi pon ril tục quan trên trăm chỉ vật đối đi bà bong bong bàn khơi hơi cùng ô rụng lọc ấy chui xe niềm nhẹ môi phòng cái đang đào sập rọ chân đài miên thân thiên ai chui quạt bàn sống chui quạt phòng cho tịch tôi tràn đầy sống chui tờ tam ở tập trận ba sông tại tông tam lê tu đồ sạp bà sông ca bà phây tố tam email sông ca sập rầm muối ABA sông pi đong mờ rồi sam pram ro ha sập chất sập rầm muối tức chất rồi bỏ sập rầm chuẩn sở ra xâm khăn nát xâm rạp lộn chế chạy chỗ rìa. Bài là nên mà mình lộn chế mùi bà quạt mình bà chân bà lộ đọc bài sắp mùi chân nằm. Tại hai lộn chế bà không thẻ con bà đã lộ trào tạm bây trên trăm chỉ vật. Nên cái hào thay chỉ vật bà khó lộn bà mùi bà nâng cá to su rồi bà lộn chế phong đài bà. Bà ai dụ bài sắp mùi chân nằm tại hai bà. Chắc mình tên bà. Sắp ra chân đại miền mầm non và trong chuối quạt bà xông tệ tông tạm biệt tử sắp được nhóm màn điệp rộp bà. Bà xông thay nhầm nào con bệnh vật đại bàn tạm đàn nợ bỏ miền mà xông ngọc con nâng xông chùm điệp liệp.